Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh an lành. Mình là Thùy Trang sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, sắp đến ngày gì các bạn có biết không? Đó chính là ngày Noel đấy. Và ngày này thì chúng mình thường làm gì nhỉ? Chúng mình sẽ được bố mẹ cho đi chơi này, trang trí cây thông và nhận quà của ông già Noel. Mình muốn ông già Noel tặng cho mình một chiếc áo len thật là ấm. Còn các bạn thích ông già Noel tặng cho mình món quà gì? Hãy kể cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.